Thưa quý vị, từ đêm qua đến sáng nay, nhiều địa phương tại tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn khiến 3 người thương vong, thiệt hại nhiều nhà ở, hoa màu của người dân, nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, do mưa lớn kéo dài nhiều giờ, trên địa bàn huyện đã xảy ra lũ lớn khiến 3 người thương vong. Sáng nay, lực lượng 4 tại chỗ của xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân không may bị nước lũ cuốn trôi. Hai người bị thương đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, tỉnh Tuyên Quang. Mưa lớn làm ngập úng gần 5 hectare đất sản xuất nông lâm nghiệp, gây thiệt hại gần 10 hectare ao nuôi cá truyền thống tại các xã. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã huy động lực lượng 4 tại chỗ nhanh chóng khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Những trận mưa lớn kéo dài cả ngày đêm tại tỉnh Cao Bằng trong 3 ngày qua đã khiến cho mực nước tại tất cả các sông suối trên địa bàn tỉnh Cao Bằng dâng cao, nhiều thôn xóm, cánh đồng, đường giao thông đã bị ngập úng sâu trong nước. Theo thống kê, những trận mưa lớn và liên tục từ đêm 23 tháng 8 đến sáng 25 tháng 8 đã khiến ít nhất 462 ngôi nhà của người dân Cao Bằng bị ảnh hưởng, thiệt hại. Nước lũ còn làm cô lập toàn bộ khu vực thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng trong khoảng 5 tiếng.